Quý anh chị nhá, tôi là Tính, tôi đang công tác tại Mitsubishi Trường Chinh Sài Gòn. Em giới thiệu cho anh chị một siêu phẩm mới về bên em nha, X-Volt Premium màu xám. Xe này mới đăng ký hồi tháng 9 thôi, tức là mới đi hơn một tháng khách hàng bán lại. Và bên em bán với mức giá là 690 triệu. Anh chị sẽ tiết kiệm được 50 triệu đồng so với một cái xe mới. Và anh chị còn được thêm 30 triệu phụ kiện nữa, tức là tiết kiệm khoảng 80 triệu so với cái xe khác. Đó là một con số quá đáng để cho anh chị cân nhắc. Và nếu như anh chị mua cái xe mới bây giờ là anh chị phải chờ đợi một thời gian khá dài. Nhưng mà xe lướt này thì em có một chiếc duy nhất. Nó có những cái điểm mà cực kỳ chất lượng, cực kỳ là đáng tiền có trong con xe này. Thứ nhất, con xe này mới xài có 2 tháng thôi anh chị. Điểm thứ hai là con xe này sơn zin 100%. Điểm thứ ba là con xe này nâng cấp hơn 30 triệu phụ kiện. Đó, điểm thứ tư là con này là sơn zin 100%. Tất cả những cái điều tốt đẹp và tuyệt vời đấy nó nằm trong con xe này. Và em có một xe duy nhất thôi. Thì anh chị quan tâm alo liền cho em nha. Em nghĩ con xe này trong ngày hôm nay sẽ bán ngay. Và em đã có khách hàng hẹn một tiếng để qua xem rồi. Anh chị có thể follow kênh em nhé. Em sẽ có những cái chiếc xe khác để giới thiệu cho anh chị. Em nghĩ xe này bán nhanh lắm. Chút xíu em về một chiếc Ultimate chạy có 400 cây số nữa. Đây bộ thảm nè anh chị, bộ thảm Huvi này 03 triệu rồi nè. Cam 360 cốp điện. Xe này em vệ sinh xong em tháo biển số em đưa vào khoang giao xe thì anh chị không thể nào biết được đây là cái xe qua sử dụng, nó mới quá. Em mới xài hơn một tháng thôi mà. Có cái rèm che nè anh chị. Cái này là chính hãng nè, cái vẹt che mưa chính hãng. Xe này thì có khác gì xe mới đâu. Sơn zin 100% á, sơn đã zin 100% thì anh chị chỉ cần kiểm tra ngập nước nữa là được. Và bên em chắc chắn anh chị là xe không lỗi, không đâm đụng, không ngập nước, không tai nạn. Bảo hành toàn quốc cho anh chị lên tới 2027 đi đâu cũng bảo hành được ha, yên tâm. Nói chung xe 1.900 thì nó chả khác gì xe mới đâu. Xe mà đã sơn zin thì không phải không phải xe nào cũng sơn zin được đâu anh chị. Con này còn nguyên sơn zin 100%. Món này anh chị làm không mất hết mười mấy triệu rồi nè. Cốp điện cũng mười mấy triệu nữa. Xe này anh chị mua được lợi rất là nhiều thứ. Lợi được bộ phụ kiện mấy chục triệu. Rồi tiết kiệm thêm giá bán. Giá bán bây giờ xe mới nè, em lăn bánh không là 740. Hôm qua em mới bán một xe này mà. Con này em bán có 690 thôi, giá để em còn bớt lọc nữa. 1.900 cây nha. Anh chị mua xe mới bây giờ ra giấy Sài Gòn là 740 đấy. Còn mua thêm phụ kiện với con này nữa là anh chị phải làm 770. Tức là con này em tiết kiệm cho anh chị được 80 triệu rồi. Quá đáng tiền. Trả trước cho em 250 lấy xe nha anh chị. Anh chị nào mà xem video này ưng con xe này quá mà không thể nào mà lên kịp á, thì có thể đặt cọc cho em. Đặt cọc giữ xe đó. Tức là đặt cọc cho em 10 triệu thôi. Em giữ xe cho anh chị trong vòng một buổi hoặc là bao nhiêu tiếng đồng hồ đấy anh chị cứ báo em. Có thể là anh chị ở xa anh chị lên không kịp, anh chị sợ mất xe đó thì cứ đặt cọc cho em tầm khoảng 10 triệu. Rồi hẹn cho em tầm 2 giờ hay 3 giờ gì đó anh chị lên xem xe thì em sẽ giữ xe tới thời điểm đó cho anh chị. Nếu như xe em không ưng ý em trả cọc liền, không vấn đề gì cả. Tại vì đây là một chiếc xe rất là hiếm nha anh chị. Anh chị không thể nào kiếm được con xe như thế này trên thị trường đâu. Không thể nào mà con xe giá thì bình thường nha, anh chị có thể kiếm một con xe lướt khác cùng đời như này, tình trạng như này luôn, nhưng mà không phải con nào cũng sơn zin 100, con nào cũng là lắp được mấy chục triệu phụ kiện như con này. Đó là cái rất là đáng tiền đấy mà anh chị phải lưu ý. Anh chị xem nè, gắn cái biển số không nó đã xịn rồi. Cái biển số này em nghĩ là làm ngoài 1 triệu á, nguyên cái bọc này Mica này đây nè. Chút xíu em sẽ về thêm một chiếc Ultimate màu vàng nóc đen chạy có 400 cây số thôi nhỉ, mới tinh luôn. Anh chị quan tâm những cái xe lướt thì liên hệ với em. Bây giờ anh chị mua xe mới là khó khăn lắm, thật sự luôn. Xe mới bây giờ nó không đủ hàng để cung ứng cho anh chị. Cho nên là những giải pháp xe lướt như thế này thì quá tuyệt vời. Giá vừa tốt mà xe chả khác gì xe mới. Anh chị được thêm những cái phụ kiện xịn nữa. Thì anh chị cân nhắc nhé. Vay trả góp được hết anh chị. Hỗ trợ cho mình vay được 70%. Chiếc xe này nó đẹp quá cho nên em nói hơi nhiều nha. Cảm ơn anh chị.